Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay tôi đang có mặt và ghé thăm thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Và nói đến địa danh Rạch Giá, có một nơi mà chúng ta cần phải đến, đó chính là đền thờ và khu mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Rạch Giá được xem là nơi lưu giấu những ký ức cuối cùng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ông đã có một câu nói bất hủ đi vào lòng người Việt Nam, đó là: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Sau ngày ông thọ nạn trên pháp trường ở Rạch Giá do thực dân Pháp lập ra để xử tội, nhà thơ yêu nước Quỳnh Bán Đạt đã có câu thơ điếu vinh danh hai chiến công đã đi vào sử sách của anh hùng Nguyễn Trung Trực, đó là: đốt tàu Tây trên Vạm Dịch Tảo, đánh chiếm và giữ và làm chủ đồn Kiên Giang trong nhiều ngày. Hai câu thơ đó ngày nay chúng ta vẫn còn được nghe lại mỗi khi mà nhắc đến anh hùng Nguyễn Trung Trực, đó là: quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Đến với video này, xin mời tất cả quý vị cùng tôi ngắm cảnh quan của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và thăm khu mộ và đền thờ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Thành phố Rạch Giá, ngày 29 tháng 7, 2024 ký sự. Ngôi đền thờ của Nguyễn Trung Trực ngày nay nằm ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngôi đền nằm bên bờ sông Kiên Hiền Hòa ở phía tây của thành phố biển này. Và cổng tam quan của ngôi đền thì hướng ra bờ sông Kiên. Từ đây thì ra bờ biển rất gần quý vị, chỉ có vài trăm mét thôi. Cổng đền kiểu truyền thống đó là cổng tam quan. Và có hai câu thơ điếu mà nhà thơ yêu nước Quỳnh Mẫn Đạt đã điếu của Nguyễn Trung Trực được đắp nổi ngay chỗ cổng chính ở cổng tam quan này: quả hồng Nhật Tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Bước qua khỏi cổng tam quan, ngay chỗ sân chính của ngôi đình, quý vị sẽ thấy ngay đây là bức tượng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hai bên có một cặp hạc và ở phía trước có một cái bát hương lớn ghi là Bảo Quốc An Dân. Đây là một ngôi đình truyền thống của người Việt thưa quý vị. Giật cấp hai mái, ở bên trên là các cái mái đầu đao đều có rồng. Đặc biệt ở giữa là có lưỡng long trên châu. Đây là một trong những kiến trúc truyền thống trong các cái đền thờ của người Việt mình đó quý vị. Ngay chỗ cổng tam quan có một cái bảng đá ghi là các cái vị mà đã từng bỏ tiền ra ủng hộ để việc tu tạo cổng tam quan vào năm 1959 đúng quý vị. Một ngôi đình rất là khang trang, rất đẹp, nơi thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Bước vào bên trong chánh điện của ngôi đình, đầu tiên đó chính là tấm bằng chứng nhận quý vị. Đây là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là ngôi đình được làm theo kiến trúc là chữ Tam và đã trải qua rất là nhiều lần trùng tu và sửa chữa. Nhưng mà tiền thân của ngôi đình này không phải là nơi thờ của Nguyễn Trung Trực, mà là ngôi đình được lập bằng cây lá vào những năm thập niên của đầu thế kỷ 19, khoảng năm 1830 đó quý vị. Đó là ngôi đền thờ Cá Ông, tức là Nam Hải Đại Tướng Quân. Đến ngày 27 tháng 10 năm 1868, khi mà thực dân Pháp kết án và đưa anh hùng Nguyễn Trung Trực ra xử trảm tại chợ Rạch Giá đó, nhân dân đã bí mật đưa linh vị của ông vào thờ trong ngôi đình này. Về các ban thờ trong ngôi đình này, đầu tiên đó chính là bàn thờ Chánh Sáu Đại Càng, sau nữa là bàn thờ 30 vị anh hùng của dân tộc nè. Ngay chỗ Long Đình có một cái di ảnh nhỏ của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Và có một bàn di ảnh lớn của anh hùng Nguyễn Trung Trực nữa quý vị. Ngoài ra còn có bàn thờ của chư vị. Bàn thờ này là hội đồng trăm quan cửu thần cũng như là cửu quyền thất tổ. Và ở gian cuối ngôi đền là có ba gian thờ chính. Ở ngay chính giữa đó chính là bài vị cũng như là di ảnh và tượng bán thân của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ban thờ phía bên trái ở gian thờ cuối này đó chính là thờ Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều
cùng với là Phó Lãnh binh Lâm Quang Ki. Phó Lãnh binh Lâm Quang Ki là một thuộc tướng dưới quyền của anh hùng Nguyễn Trung Trực, nhưng mà cựu Phó Cơ Nguyễn Hiện Điều, tức là Phó Cơ Điều đó quý vị, đây là một cựu quan của triều đình nhà Nguyễn và ông đã hy sinh trước đây, tức là thời điểm năm 1834 là cựu Phó Cơ Nguyễn Hiện Điều đã hy sinh trong một cái trận đánh tiêu trừ thổ phỉ ở cái vùng Kiên Giang này. Và cụ hy sinh trước đó nha quý vị, chứ không phải là thuộc tướng của cụ Nguyễn Trung Trực. Cụ Nguyễn Trung Trực là người đời sau của cụ Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều. Và trong ngôi đền thờ này có một thủ cấp, nhưng mà có nhiều cái tư liệu nói về cái thủ cấp này quý vị. Đầu tiên có tư liệu nói đây là thủ cấp của cụ Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều. Nhưng cũng có tư liệu nói đây là thủ cấp của cụ Nguyễn Trung Trực. Và cái chi tiết này cho đến ngày nay vẫn có nhiều điều bí ẩn. Cụ Nguyễn Trung Trực có tên thật là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Quảng Lịch hay là Quảng Chơn. Cụ sinh năm 1838, gia đình sống bằng nghề chài lưới ở một cái xóm nghề ven sông Bến Lức của tỉnh Long An. Nguyên quán nội tổ của cụ Nguyễn Trung Trực là quê gốc ở Phù Cát, Bình Định. Tháng 2 năm 1859, thực dân Pháp tiến đánh gia đình, mở màn cho cuộc xâm lược chiếm Nam Kỳ. Thời điểm này, cụ Nguyễn Trung Trực còn trẻ, sớm bộc lộ tài năng đức độ của một thủ lĩnh xuất sắc trong hàng quân Ngũ Nghĩa Quân, cho nên là được ông Trương Định trọng dụng cho làm quyền xung quản binh đạo, và cụ Nguyễn Trung Trực được giao chỉ huy một bộ phận nghĩa quân hoạt động ở cái vùng Tân An. Và tại đây thì tài năng của cụ Nguyễn Trung Trực đã bộc lộ khi mà cụ đã lãnh đạo nghĩa quân và đốt cháy được cái con tàu mang tên là Efferan, có nghĩa là tàu hy vọng, trên vàm Nhật Tảo thuộc tỉnh Long An vào ngày 10 tháng 12 năm 1861. Đến năm 1867, cụ Nguyễn Trung Trực được phong chức lãnh binh tỉnh Gia Định, rồi là thành thủ úy tỉnh Hà Tiên. Nhưng mà ông chưa kịp về Hà Tiên để nhận chức thì Hà Tiên đã lọt vào tay thực dân Pháp vào ngày 24 tháng 6 năm 1867. Cụ Nguyễn Trung Trực đã rút nghĩa quân về Hoàng Châu và mở rộng cái vùng hoạt động ở U Minh, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang ngày nay đó quý vị. Đến đêm ngày 16 tháng 6 năm 1868, cụ Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lợi dụng lúc trời tối đã tổ chức đánh đúp và tiêu diệt cũng như là thiêu rụi được đồn Kiên Giang, giết được chủ tỉnh và khoảng 5 sĩ quan người Pháp với hơn 67 lính mã tà. Cụ Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa quân đã làm chủ đồn Kiên Giang khoảng một tuần lễ. Hai ngày sau, tức là ngày 18 tháng 6 năm 1868, Pháp đã đưa viện binh để đánh chiếm lại đồn Kiên Giang. Thời điểm này thì cụ Nguyễn Trung Trực đã đưa nghĩa quân rút ra Hồng Trong, rồi sau đó rút về Phú Quốc để lập căn cứ kháng chiến. Phía thực dân Pháp thời điểm này có những cái tên Việt Giang hàng đầu đã đầu quân cho Pháp và tham gia cái trận đánh chiếm lại cái đồn Kiên Giang, cũng như là truy lùng bắt cụ Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa quân. Đó là Tổng đốc Lộc, Tổng đốc Phương, đặc biệt là lãnh binh Quỳnh Công Tấn. Đây là một tên Đại Việt Giang. Những Việt Giang người Việt này đã sử dụng rất nhiều quỷ kế, như là đưa ra tiền thưởng để ai mà bắt được cụ Nguyễn Trung Trực. Và chúng đã bắt mẹ của cụ Nguyễn Trung Trực, cũng như là bắt những người dân nghèo ở trong thôn xóm ở khu vực ven đảo Phú Quốc để gây áp lực buộc cụ Nguyễn Trung Trực phải ra đầu hàng. Những trận chiến không cân sức giữa Pháp và lực lượng nghĩa quân do cụ Nguyễn Trung Trực lãnh đạo đã diễn ra ở khu vực đảo Phú Quốc. Các cửa sông lớn ở Phú Quốc đều bị thực dân Pháp cho tàu ngăn chặn và ngăn cái đường rút lui của nghĩa quân. Trong cái tình thế này, lực lượng nghĩa quân vừa thiếu quân số, thiếu đạn dược, thiếu thức ăn, nước uống. Thực dân Pháp và những cái tên Đại Việt Giang của người Việt đã sử dụng rất là nhiều quỷ kế, trong đó có việc là bắt mẹ già của cụ Nguyễn Trung Trực, đồng thời chúng bắt những cái dân cư sống ở khu vực đảo Phú Quốc và ra một cái áp lực, đó là buộc cụ Nguyễn Trung Trực phải ra đầu hàng. Thời điểm này, vợ của cụ Nguyễn Trung Trực cũng đã qua đời, đứa con nhỏ của cụ vì thiếu sữa mẹ cho nên cũng đã qua đời. Có tư liệu là trong một trận đánh chống Càn thì lúc này vợ của mình đã qua đời, cụ Nguyễn Trung Trực đã bồng đứa con nhỏ của mình đặt vào hốc cây và có đặt một cái nải chuối vàng ở bên cạnh đứa con nhỏ. Sau trận đánh, những cái nghĩa quân còn sót lại trong đội binh của cụ Nguyễn Trung Trực đã quay trở lại để tìm đứa con nhỏ, nhưng mà họ không tìm được.
thi hài con của cụ Nguyễn Trung Trực nằm ở đâu cả. Trong cái tình thế này, cụ Nguyễn Trung Trực buộc phải ra đầu hàng để bảo toàn cái lực lượng cho nghĩa quân, cũng như là cứu được dân làng và người mẹ già của mình. Cụ Nguyễn Trung Trực đã bị bắt giam ở Khám Lớn sau nhiều lần tra khảo cũng như là sử dụng nhiều cái biện pháp mua chuộc, với cái hứa hẹn là ban cho chức tước bổng lộc nếu như mà quay về phục vụ cho thực dân Pháp. Cụ đã khẳng khái và có một câu nói như thế này: trong một cuộc thẩm vấn, thực dân Pháp đã đưa ra một cái chức tước để chiêu dụ cho cụ quy hàng, nhưng mà cụ đã trả lời như thế này: tôi chỉ muốn làm một chức thôi, đó là chức gì mà có quyền chặt đầu tất cả bọn Tây xâm lược. Như vậy chúng ta có thể thấy được cái khí khái ngất trời của cụ Nguyễn Trung Trực, một lòng đánh Tây để giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy được đây là một trong những vị anh hùng yêu nước mà khi nhắc đến cụ Nguyễn Trung Trực, người dân ở xứ Nam Bộ này họ có một cái lòng thành, một cái lòng thành kính. Và sau cái sự ra đi của cụ Nguyễn Trung Trực thì người ta ví cụ như là một vị thần. Sống là tướng, nhưng mà sau khi chết đi, cụ đã được là trở thành một vị thần, một vị thần linh trong lòng của dân tộc Việt Nam. Nằm ở phía tây lan của ngôi đình, đây là ngôi mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Người đặt viên đá đầu tiên để xây mộ của Nguyễn Trung Trực đó là ông Võ Văn Kiệt. Thời điểm này ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang vào thời điểm đó. Ở phía trước thì có một bàn hương án, ở trong có một ly nhang lớn. Ở trên bia mộ ghi là anh hùng Nguyễn Trung Trực năm 1838, năm 1868. Như vậy là anh hùng Nguyễn Trung Trực ngã xuống ở tuổi đời là 30 tuổi. Nhưng mà quý vị thấy, nhìn di ảnh vẽ lại sau này cũng như là bức tượng của cụ á, là người ta có vẻ là làm di ảnh và bức tượng già hơn so với độ tuổi thực sự của một người ở cái tuổi 30 đó quý vị. Ngôi mộ này nhìn đơn giản giống như ngôi mộ bao ngôi mộ khác thôi quý vị. Ở bên ngoài thì có vòng thành bằng đá, một ngôi mộ giản dị của một anh hùng áo vải dân tộc ha, anh hùng Nguyễn Trung Trực, giống như là cuộc đời giản dị trong những năm kháng chiến của cụ. Và xây quanh ngôi mộ này, tôi có đọc vài tư liệu, vài bài viết cách đây khoảng 10 năm là có nhiều cái bài phản biện nói về di cốt dưới mộ này là không phải của cụ Nguyễn Trung Trực cũng như là thủ cấp ở bên trong ngôi đình này. Nhưng mà tôi cũng tìm những cái tư liệu đi đến hồi kết nhưng mà không có, giống như tôi đã trình bày lúc đầu. Ngày nay thì ngôi mộ này cũng như là khu đền thờ này là di tích lịch sử cấp quốc gia đó quý vị. Thời điểm mà tìm được ngôi mộ của cụ Nguyễn Trung Trực là vào năm 1986, thông qua sự chỉ dẫn của cố nhà văn Sơn Nam. Thời điểm này, việc giám định di cốt người dưới mộ để xác nhận đây có phải là di cốt của anh hùng Nguyễn Trung Trực hay không á, thì phía Việt Nam của chúng ta vào giai đoạn đó thì hầu như là chưa có đủ trình độ tiên tiến của khoa học để giám định. Có người cũng đề nghị là đưa di cốt này sang bên Đức để giám định, nhưng mà tôi tìm các tư liệu để đi đến hồi kết thì không thấy quý vị. Việc người nằm dưới mộ có phải là anh hùng Nguyễn Trung Trực hay không thì nó chỉ là một vấn đề thôi. Nhưng mà trong tâm thức của người dân Nam Bộ, cụ Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân của cụ là những người anh hùng của dân tộc. Những người này đã sống trọn một cuộc đời cho quê hương đất nước. Những người này đã dám đứng lên với vũ khí thô sơ để chống lại cái lũ giặc ngoại xâm là thực dân Pháp. Cho nên cái tín ngưỡng thờ tự và niềm tin của bà con Nam Bộ đối với người anh hùng áo vải Nguyễn Trung Trực mới là điều quan trọng nhất quý vị ạ. Và cách thành phố Rạch Giá không xa, bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực làng Tà Niên xưa quý vị. Đây cũng là nơi lưu dấu chân của anh hùng Nguyễn Trung Trực quý vị. Làng Tà Niên xưa nay thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Và tại đây có một cái ngôi làng nghề rất nổi tiếng, đó chính là làng nghề dệt chiếu, chiếu Tà Niên đó quý vị. Và trong lịch sử kể lại rằng đến năm 1868, trong một trận quyết chiến cuối cùng ở đảo Phú Quốc, thì anh hùng Nguyễn Trung Trực đã sa vào tay giặc. Và khi mà đưa cụ Nguyễn Trung Trực quay trở về chợ Rạch Giá để hành hình đó, thì người dân ở Tà Niên, Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Trong đã kéo đến dinh tỉnh trưởng và yêu cầu là phải để cho nhân dân làm lễ tế cụ Nguyễn tại pháp trường.
Và trước cái làn sóng của dân chúng thì thực dân Pháp buộc phải nhượng bộ. Khi đó thì người dân Tà Niên đã phát hàng trăm chiếc chiếu bông ở địa phương để trải lót đường cho cụ đi đến pháp trường. Và thời khắc khi mà cụ Nguyễn Trung Trực ngã xuống đó thì vết máu của cụ đã hiển linh, đó là in lên cái tấm chiếu với cái hình là chữ Thọ. Đó cũng chính là cái nơi mà xuất phát ra cái làng nghề chiếu, đặc biệt là có chữ Thọ ở giữa chiếc chiếu mà chúng ta thường dùng. Ngày nay thì địa phương này cũng đổi mới quý vị. Vào trong đây thì đường xá họ đã tráng nhựa, và những cái đường ở bên trong nông thôn thì chủ yếu là đường làm bê tông rồi. Và địa danh Tà Niên là kế bên một cái con kênh ha. Quý vị thấy thì sông nước miền Tây nó rất đẹp, rất hiền hòa. Cuộc sống ở đây tôi thấy cũng rất là bình yên quý vị. Và ở đoạn cuối video này, xin mời tất cả quý vị tham quan một vài cảnh ở thành phố Rạch Giá, một thành phố ven biển ở miền Tây Nam Bộ. Thành phố này không ồn ào, không náo nhiệt như ở khu vực miền Đông ha, nhưng mà thành phố cũng rất đẹp quý vị, nằm ven biển, sát với cửa biển, gió biển rất là mát. Đặc biệt ha, là mưa ở đây đến rất nhanh. Quý vị thấy trời chuyển mưa thì tranh thủ chuẩn bị áo mưa chứ thôi là trở tay không kịp. Bởi vì gió biển nó đẩy mưa vào rất là nhanh. Ngày nay thì có một con đường mang tên là Nguyễn Trung Trực rất là lớn, được nằm ở trong trung tâm của thành phố Rạch Giá. Và gần như song song với đường Nguyễn Trung Trực đó chính là đường Lâm Quang Ki. Đây là con đường mà vị phó tướng của anh hùng Nguyễn Trung Trực, người được mệnh danh là Lê Lai ở xứ Kiên Giang này đó quý vị. Đường Lâm Quang Ki thì cũng là một con đường nhỏ thôi, hai bên là nhà cửa san sát với nhau. Tại sao gọi là Lê Lai Kiên Giang quý vị? Thì sau cái trận đồn mà Kiên Giang đó quý vị, thực dân Pháp đưa quân để đánh tái chiếm lại đồn Kiên Giang đó, và để giúp cho cái lực lượng nghĩa quân của cánh quân do cụ Nguyễn Trung Trực mà lãnh đạo đó rút được an toàn về đảo Phú Quốc, phó lãnh binh Lâm Quang Ki đã cố tình để lộ cái hướng rút quân của mình để thu hút cái lực lượng của thực dân Pháp về phía mình ở khu vực U Minh, ngày nay là thuộc tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Thì khi mà bắt được cụ Nguyễn Trung Trực giả này, tức là cụ Lâm Quang Ki đó, thực dân Pháp đã tra tấn và sau đó là cũng đưa ra xử trảm cụ ở Rạch Giá. Và cảm phục trước cái tấm lòng hy sinh cũng như là một lòng bảo vệ cho chủ tướng của mình đó, thì người dân đã đặt cho cụ biệt danh là Lê Lai Kiên Giang, giống như là Lê Lai đã từng cứu Lê Lợi đó quý vị. Như vậy ngày hôm nay tôi cùng với tất cả quý vị đã ghé thăm được thành phố Rạch Giá. Chúng ta cùng đã ngắm được cảnh quan của thành phố Rạch Giá hiện nay, cũng như là ghé được đền thờ thăm mộ của cụ Nguyễn Trung Trực và địa danh Tà Niên xưa. Đến đây thì xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở một cái câu chuyện khác.